con biết là lỗi của con. Nhưng cả con và Thư cũng không ai muốn làm cho bố mẹ cảm thấy buồn, thất vọng đâu ạ. Anh còn nhớ những lời tôi nói với anh trước lúc hai đứa lấy nhau không? Rằng gia đình tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm hay đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì cả. Vậy thì tại sao? Tại sao anh chấp nhận kết hôn rồi lại đối xử với cái Thư như vậy? Con không biết là phải giải thích như thế nào. Chuyện của con và Thư không thể nào nói bằng một hai câu chữ là hiểu rõ được đâu bố à. Anh cũng biết là tôi yêu quý anh, đúng không? Mọi ông bố vợ trên đời này đều yêu quý con rể của mình, coi trọng con rể của mình. Anh có biết vì sao không? Vì trong sâu thẳm họ, họ suy nghĩ có một phần thực dụng rằng nếu mình yêu quý con rể, coi trọng con rể thì nó sẽ đối đãi tốt hơn với con gái mình một chút. Có thế thôi. Khó. Ông Sinh không giết ông Tín. Ông ấy bị oan. Ông ấy sắp được thả rồi. Yên tâm đi. Có ai nói là giết ông Tín đâu. Mà là giết bố cái Thi. Sốc chưa? Cứng họng chưa? Hôm qua nhá, cái Thi nó biết được bí mật động trời này, nó làm loạn hết cả nhà lên. Nó thề rằng không bao giờ đội trời chung với cái Nam. À quên, không sống chung một nhà với cái Nam. Ố, chị Sa. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi đã bảo rồi mà, đúng lúc nước sôi lửa bỏng lại còn định đổ thêm dầu vào lửa. Chết thì đã chết rồi, làm gì mà lường ghê thế. Mẹ, hai chị thông gia này, bây giờ mà hai chị cứ căng thẳng như thế này thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta hãy cứ bình tĩnh tìm cách để hòa giải được không? Phải khó khăn lắm cái Thi mới có bầu trở lại. Bây giờ như thế này thì nó sống làm sao nổi? Không phải là nhà bạn đang mong chờ đứa cháu này lắm hay sao? Theo tôi ý, chị Bích nên đưa cái Nam về bên nhà. Sao lại đưa? Đưa đi đâu? Nhà nó ở đây, sao lại phải đi đâu? Đấy là giải pháp tạm thời thôi. Tạm thời là cái gì? Nó lấy chồng thì nó phải ở nhà chồng nhá. Nó là con dâu trưởng, bao nhiêu việc nó phải lo toan. Nếu mà con gái chị thấy khó xử ý, thì chị đưa con chị về nhà chăm lo cho cháu, cho nó mẹ tròn con vuông mới phải chứ. Tôi hỏi chị nhá, thế ai mới là người gây ra chuyện? Chính bố cái Nam đã giết chết bố cái Thi. Tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm nay, thế bây giờ chị lại bắt con gái tôi phải sống chung với con gái của kẻ giết bố nó, thì nó sống làm sao nổi? Ồ, chị ơi, chị nghĩ kỹ đi một tí nhá. Bố nuôi chứ không phải bố đẻ chị ạ. Ai làm người ấy chịu. Tại sao chị lại ngậm máu phun người thế nhở? Này, chị nói ai ngậm máu phun người đấy? Thời buổi nào rồi chị? Sao mà chị ấu trĩ với nông cạn thế chị? Mẹ, bạn thấy không? À, Nam, con có giết bố cái Thi không? Không. Nó làm gì chị? Mà chị cứ quen thói củ hành củ tỏi nó thế. Thôi, con xin lỗi, nhưng hai người đừng tranh cãi thêm nữa. Chuyện này chúng con sẽ tự dàn xếp ạ. Con không phải đi đâu cả. Nhà của con ở đây con ở, ai không muốn thì đi. Thôi mẹ. Nam, con đưa mẹ lên phòng các con nghỉ một chút đi. Việc của con cứ đi đi, mẹ chưa đi. Bạn này, tớ nghĩ bạn nên lên với cái Thi một chút xem con nó thế nào.
Ừ, để tớ lên xem con làm sao. Đi đi, để tớ đưa bạn lên. Hôm trước tôi có gửi cháu Quy ít bánh về biếu gia đình, không biết là chị ăn có vừa miệng không ạ? Tôi không để ý lắm, nhưng mà có những thứ mình chưa ăn thì cũng biết là không hợp rồi. À, thế là chị không ăn đồ ngọt và tinh bột đúng không ạ? Tuổi của chị em mình thì những cái thứ đó cũng không tốt cho sức khỏe. Tôi nghe cháu Quy nói anh chị ở Sài Gòn, chị mới ra ạ? Phải, vợ chồng của tôi sống ở trong Sài Gòn. Còn thằng Quy á, thì nó sống ở ngoài này khá lâu rồi. Một đứa con mà không gần mẹ thì đôi lúc nhìn đời cũng còn ngây thơ và thiếu kinh nghiệm lắm. Xin lỗi, hình như tôi cảm giác là chị có điều gì khó chịu với tôi thì phải. Tính ra là chị nhạy cảm đó chứ. Mà sao con gái của chị nó không nhạy cảm giống như chị? Tôi đã đến gặp nó và tôi đã nói thẳng với nó là cô đó không hợp với gia đình của tôi đâu. Làm ơn mà tránh xa con trai của tôi ra. Chị đi gặp con gái tôi và nói nó tránh xa con trai của chị à? Phải. Tôi không muốn con gái của chị ở bên cạnh con trai của tôi. Thực ra thì tôi đang rất tức, nhưng mà tôi cũng muốn hỏi cho nó rõ ràng là chị ác cảm với con gái tôi như thế vì lẽ gì? Tôi không chấp nhận một đứa con gái lợi dụng bòn rút tiền một cách rẻ rúng như vậy. Chị quá đáng quá rồi đấy. Chị lấy cái tư cách gì mà lại đi xúc phạm con gái tôi như vậy? Con gái tôi lấy của chị đồng nào? Chị nuôi nó ngày nào? Chị dạy bảo nó thế nào? Chị đã làm gì cho nó? Tạm ứng lương. Chị đọc kỹ đi, là tạm ứng lương mà. Thôi được rồi, để tôi gọi cậu Quy đến đây. Ba mặt một lời, chúng ta nói chuyện luôn một thể. Ok, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn nha. Như chị cũng thấy, con trai của tôi cũng đẹp trai và cũng rất thành công. Biết bao nhiêu là cô gái mê nó, trong đó có con gái của chị. Nhưng mà tại sao nó không chọn những đứa con gái giỏi giang, lại đi chọn con gái của chị chứ? Ngay từ đầu là tôi thấy chuyện này không bình thường rồi. Như vậy thì con gái chị cần gì ở con trai tôi? Gia đình của chị cần gì ở tôi? Tiền à? Thôi bây giờ mình gặp nhau rồi mình thống nhất với nhau đi. Chị cần bao nhiêu? Tôi sẵn sàng chi. Chị định chi bao nhiêu? 10 tỷ nhá. À không, 100 tỷ đi. Chị cũng ngông lắm đấy. Còn chị cũng là cái loại thần kinh thượng đẳng đấy. Có tí tiền thì tỏ ra sang trọng, định ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ à? Chị định dùng tiền để bắt nạt những kẻ mà chị cho là yếu thế hơn chị à? Chị nhầm. Gia đình chúng tôi không giàu, nhưng chưa bao giờ ngửa tay xin tiền người khác. Chị định dùng tiền để bắt con gái tôi xa con trai chị. Nhưng chị phải xem là con gái của tôi nó có nguyện bước chân vào cửa nhà chị cũng đã chứ. Mẹ như thế này thì dạy con như thế nào? Dạy thế nào? Tôi dạy con tôi làm sao? Con tôi không xinh đẹp, giỏi giang, tuyệt trần, nhưng nó không bao giờ vô lễ với những người mà nó kính trọng. Còn nếu như chị cảm thấy nó không tôn trọng chị thì chắc là những lời chị nói cháu nó không để lọt tai đấy.
Còn bây giờ không phải chị cấm mà là tôi cấm. Chị về nói với con trai chị đừng cố mà theo đuổi con gái tôi nữa. Tôi không đồng ý chuyện của hai đứa. Chấm hết. Chị Lan có gọi điện cho tôi, nói rằng muốn có một cuộc đối chất, và thực tế là muốn tố cáo nhân viên của trung tâm, và người đó chính là cô An Nhiên. Tôi là quản lý và cũng là cấp trên của cô An Nhiên. Thực sự tôi rất bất ngờ với tình huống này. Nhưng tôi hy vọng đây là cuộc trao đổi diễn ra trên tinh thần đối thoại và cầu thị để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình. Xin cảm ơn giám đốc và đại diện nhân sự đã tiếp đón tôi. Và tôi cũng rất vui được đến đây trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với cô An Nhiên đây. Con người tôi đàng hoàng tử tế. Nói gì thì cũng thích ba mặt một nhời. Làm gì thì cũng đi kèm với chứng cứ. Chính vì thế, tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hạ Lan, là khách hàng, cũng là bệnh nhân. Từng được cô An Nhiên đây trị liệu về mặt tâm lý. Đây. Đây là một số chứng từ cho thấy quá trình điều trị của tôi và cô An Nhiên. Xin hỏi cô An Nhiên, liệu cô có phủ nhận mối quan hệ này không? Tôi không rõ quá trình điều trị của cô An Nhiên đây có điều gì khiến bà không hài lòng. Tôi nghĩ chuyên môn của cô An Nhiên thì không có vấn đề gì. Thứ có vấn đề là đạo đức nghề nghiệp, là tư cách của một con người. Xin lỗi nếu như tôi không thể dùng những lời lẽ tôn trọng ở đây. Cô An Nhiên là chuyên gia điều trị tâm lý cho tôi, cũng là bạn với con gái của tôi. Nhưng cô ta đã lợi dụng chuyên môn, lợi dụng những bí mật của thân chủ nhằm phá hoại mối quan hệ giữa tôi và con gái tôi. Cô ta cũng nhân danh nghiên cứu, mời con gái tôi chia sẻ về vấn đề tâm lý. Nhưng cô ta đã cố tình cắt gọt những đoạn nhạy cảm nhất và làm như vô tình gửi nhầm sang cho tôi, làm cho mẹ con tôi căng thẳng suốt một thời gian dài. Hai bản file ghi âm đó, tôi đã có một bản full và bản cô ta đã cố tình cắt gọt để cho thấy sự ác ý kinh khủng của một con người mang danh chuyên gia tâm lý. Hai file ghi âm đó, tôi đã gửi trực tiếp cùng với đơn tố cáo vào thẳng email của ban lãnh đạo trung tâm. Nếu cần, tôi sẽ mở điện thoại bật lên cho mọi người cùng nghe. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn ban lãnh đạo xem giấy tờ này. Đây là bản photo giấy kết hôn của Nguyễn Nguyễn Ngân Hà và Trần Hữu Nghĩa. Ngân Hà là con gái tôi, Hữu Nghĩa là con rể của tôi. Vào thời điểm hiện tại, chúng nó vẫn là vợ chồng. Hữu Nghĩa và Ngân Hà kết hôn đã 5 năm. Nhưng cô An Nhiên đây đã cố tình quan hệ với con rể của tôi. Thậm chí hai người đã có với nhau một đứa con trai 6 tuổi. Vào thời điểm này, con gái tôi chưa chính thức ly hôn, nhưng cô ta và con rể của tôi đã ngang nhiên chung sống. Cô ta không chỉ đạp lên đạo đức mà còn đạp lên cả luật pháp, phá hoại hạnh phúc của một gia đình. Chính vì thế hôm nay tôi đích thân đến đây cũng là để ban lãnh đạo nhìn rõ bộ mặt, tư cách đạo đức, tư cách chuyên môn, đồng thời cũng phải có biện pháp xử lý kỷ luật sao cho đúng. Vì tôi nghĩ môi trường nào cũng vậy, cần phải sàng lọc. Không thể để những người có tư cách đạo đức, tư cách chuyên môn yếu kém để làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của cả một tập thể.